Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 1 đến câu 35. Ngày Sa-bát, Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phù thủng. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm pha ri để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Và kia, trước mặt Đức giê -xu, có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người pha có được phép chữa bệnh ngày sa bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ, Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò xa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa bát và họ không thể đáp lại những lời đó. Hãy ngồi chỗ cuối. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cổ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này. Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối để cho người đã mời anh phải đến nói xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Khi đãi khách, hãy mời những người nghèo khó. Rồi Đức giê -xu nói với kẻ đã mời người rằng, khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kéo họ cũng mời lại ông. Và như thế, ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què vặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ. Và như thế, ông mới thật có phúc vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Dụ ngôn khách được mời xin cứu. Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức giê -xu, Phúc thai ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa? Người đáp, một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng, mời quý vị đến cổ bàn đã sẵn bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu người thứ nhất nói tôi mới mua một thửa đất cần phải đi thăm cho tôi xin kiếu người khác nói tôi mới tậu năm cặp bò tôi đi thử đây cho tôi xin kiếu người khác nói tôi mới cưới vợ nên không thể đến được đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành đưa các người nghèo khó tàn tật đuôi mù què quặt vào đây đầy tớ nói thưa ông lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ ông chủ bảo người đầy tớ ra các đường làng đường xóm ép người ta vào đầy nhà cho ta tôi nói cho các anh biết những người khách đã được mời trước kia không ai sẽ được dự tiệc của tôi vác thập giá mình mà đi theo đức giê xu có rất đông người cùng đi đường với đức giê xu người quay lại bảo họ ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ vợ con anh em chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được từ bỏ hết những gì mình có quả thế ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không. Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: "Anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc, hoặc có vua nào đã đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa cũng vậy ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm muôn đệ tôi được. Muối mà nhạt đi, muối quả là một cái gì tốt, nhưng chính muối mà nhạt đi thì lấy gì ướp nó cho mặn lại? Dùng nó để bón ruộng hay trộn phân đều không thích hợp. Nên người ta quăng nó ra ngoài. Ai có tai nghe thì nghe Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa